Thưa quý vị và các bạn, nếu như các hộ dân trồng đào lại tất bật cho vụ hoa Tết, thì tại các cánh đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân cũng đang tất bật làm đất, vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ đông xuân 2023-2024. Vâng, đây là vụ chính trong năm nên không khí lao động cũng khẩn trương, hối hả. Để có một vụ lúa bội thu, một số năm gần đây người dân đã chú trọng chọn các giống lúa lai có năng suất, chất lượng và có sức chống chịu hạn cao vào cuối vụ. Bây giờ thì em thì mua cái giống lúa lai rồi mà. Thì mua giống lúa lai thì năng suất thì cao hơn. Song hành cùng người dân, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đang tích cực hướng dẫn khoa học kỹ thuật tập trung tu bổ kênh mương để điều tiết nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có các biện pháp ứng phó bảo vệ việc gieo xạ được thuận lợi. Chúng tôi đã có các văn bản báo cáo, sau đó là thông báo cho tất cả các thôn buôn, cũng thông báo cho bà con nhân dân để làm sao họ gieo xạ một cách đồng loạt để phù hợp với cái việc mở nước, đóng nước và điều tiết nước, làm sao cho nó đạt được khoảng 90 đến 95% lượng là lúa gieo xạ có được lượng nước. Với sự chỉ đạo hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng cùng tinh thần lao động khẩn trương sôi nổi của bà con nông dân, tin tưởng sản xuất vụ đông xuân năm nay sẽ diễn ra thuận lợi, đảm bảo trong khung thời vụ đạt năng suất, chất lượng cao.